Nó em anh nè. Vâng. Nó em anh đấy. Vâng. Đó, đánh đơn giản. Chẳng có gì hết. Em đánh giờ đánh quen rồi. Đó. Website đào tạo Forex chào nhà đầu tư nha. Em mà đi đâu em xách máy, thiết bị em là mang theo cả đống. Đó. Thì em ăn thì em cứ quay lại xong em làm những cái video clip để chia sẻ cho cộng đồng. Thế nên em đi nhiều lúc ở trên xe là em xách ra em livestream luôn. Em không bất kể thời gian địa điểm. Chồng em thì mới 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 cái này thôi, còn ngày trước thì gọi là đi làm về chỉ ngồi một tí vào đây thôi. Dạ. Nhưng đợt này như thế em lúc đầu em chưa quen em cũng bảo con trầm cảm ngồi ăn. Thế là chồng em lúc nào cắm đầu cái điện thoại hoặc cái iPad, còn em cứ ngồi ăn xong rồi em tự nói chuyện xong rồi tự trả lời, tại vì nó cũng không thể bắt lời với em đâu. Không, em ở nhà em cũng không có ấy, em ngồi một mình suốt ngày, em ôm máy từ sáng chiều, nhưng mà không phải là em giao dịch mà em nghiên cứu rồi em hỗ trợ trong coi như em là khi nào mà con cô giúp việc ở nhà thì còn vui nhá, còn không con cô giúp việc ở nhà là một mình em, là ở dưới là chỉ có một mình em. Vâng. Yeah, la ré bọn nhỏ. Chứ bà thì ở bà đâu nội rồi? Thì có công việc riêng của bà nội nên bà nội đâu có ngồi đấy chơi được. Đúng rồi. Còn chồng em chỉ suốt ngày trên phòng. Vâng. Dạ, một mình em cứ như là mà giống như Tết của một mình em ấy. Chứ nghề nào nó có đấy, mọi người thấy em lao vào nó, em nếu mà em làm thì ba cái khác không có đâu. Đây là em thích, em chia sẻ cộng đồng cho nó vui. Một mình cứ loay hoay đủ các kiểu ở trong nhà. Chị Tâm ăn đi. Dạ. Nhiều lúc em được nghỉ ấy, em muốn đi đâu chơi ấy, em bắt nhà em phải đi. Nhiều lúc đi xong rồi ví dụ đưa mình đến đấy xong rồi mình đang chơi quay lại nhìn thấy đang người cầm điện thoại. Ôi giời. Các bọn em là chết với cái nghề này rồi. Có đúng không ạ? Lúc đầu thì cũng khó chịu. Lắm nhiều khi mình đi tới nhà người này người kia họ không hiểu, họ kêu suốt ngày điện thoại ấy. Nhiều khi em đi, mình đi cùng em này, người ta kêu là suốt ngày cầm điện thoại ấy. Nhưng mà người ta đâu biết mình làm gì đâu. Đúng rồi, người ta không hiểu được. Mà mình giải thích thì nó thích không nên không cần phải giải thích, đúng không? Lằng ngoằng mất thời gian, ai hiểu hiểu, không hiểu thôi dẹp. Nhưng mà cầm điện thoại tiền mình trong này mà mình thờ, mà bỏ mấy đã thả đâu có được. Đã vào lệnh rồi thì phải canh, phải canh lệnh rồi là mình có cái điểm ra chuẩn thì mới yên tâm. Rồi ơi. Ăn vậy được rồi. Ăn vậy tí nữa mì lên đó ra là ngon. Nó trẻ con nó vậy mà. Thế tí có cho cháu thêm thêm không? Đây đang ăn cơm đây này. Tí con uống thuốc chứ. Uống rồi. Thuốc chi cho mắt chỉ uống một lần trong ngày thôi. Đổ hết rồi con ơi. Đổ hết trong người không được kìa. Cái lúc mà sốt nó cứ nằm ly bì nhìn vừa lo vừa tội. Nhưng mà họ kêu là cơ thể của trẻ buộc có phải sốt để nó phản ứng lại bệnh á. Vâng, đúng rồi. Con! Con cái con này. Con vứt thể nó vỡ ra đây thì sao? Ăn nữa không? Đấy. Ăn nữa không? Mẹ lấy nhìn nữa nhá. Hồi xưa lúc em chưa biết mấy đấy em cũng lo lắm mà từ giờ dần dần quen. Em bớt lo. Mẹ lấy nhìn nữa nhá. Tính em hay sốt ruột lắm. Ví dụ nhá. Cho con ăn hết một bát cháo xong rồi tự nhiên nó ẩm ra nó nôn chớ ra bực lắm, bắt buộc mình cho ăn thêm, ăn phải ăn lúc nào trong thực ra cái lúc mà nó ọc ấy cho nó ăn lại nó đâu có ăn được đâu. Nhưng mà em sốt ruột lắm. Đúng rồi, mình ai cũng vậy hết chị ơi. Em cả kể cái kiểu em không tin, tức là ngày trước thì em mới đẻ thằng lớn thì em không tin tưởng ai ai sờ con em cũng tức là căng như dây đàn, lúc nào em phải quá xuyến rồi em. Nhưng mà xong rồi từ ngày tức là bà nội về xong anh bắt đầu anh tập dần cái tính đấy, tức là lúc đầu em khó chịu lắm, tại vì là khi mà bà mới về là bà cũng phải chăm cháu đúng không chị, thì lúc nào em cảm em phải sát sao xem là bà chăm cháu như thế nào rồi bà nọ kia, lúc nào em thế, tại vì là thằng lớn là một mình em chăm thôi nên là em quen rồi, mình lo lắng sợ đấy, lúc nào cũng phải sát sao, nhưng một thời gian dần dần mình bắt buộc phải học cái tính giãn ra, tại vì không không giãn ra thì không thể được.
thế nào cũng gây mâu thuẫn trong gia đình, thế là em bắt buộc là phải tập dần cái tính đấy và buông thả con ra, mặc dù rất sốt ruột nhưng bắt đầu tập dần, tại cái tính của mình nó như thế rồi cho nên là tập dần nó cũng nhưng mà thực sự để con mình cho người khác không yên tâm đâu. Đây con bé nhà em này, năm nhỏ mà bà nội thì cũng chỉ chơi với cháu chứ không biết chăm cháu, mà bà cho ăn kẹo mà nó khóc bà còn không biết luôn. Dạ khóc mà bà không biết mà em thấy nó khóc quá thì em mới chạy lên, cháu ơi con bé đang khóc kẹo ở cổ mà đang cảm giác như khó thở, em mới sơ cứu may nó ói được ra mà bà không biết nó khóc kẹo. Đúng rồi. Dạ. Nhưng đấy bà không biết được. Bà cứ dỗ mà. Tại ngày xưa khác, bây giờ trẻ con nó khác. Với cả ngày xưa là các cái thứ nó thiếu thốn nhiều, cứ nghĩ rằng cứ như vậy. Thực ra bây giờ cái gì bổ ăn nhiều cũng thành nhà hạ. Đúng rồi. Yeah. Chứ đâu phải cứ cái gì bổ là tốt đâu. Với cả ngày xưa là các cụ là có một cái là tức là dễ hơn bây giờ là không chăm con kỹ như bây giờ mình chăm đâu. Tức là các cụ vẫn đi làm có thể thả con nhà một mình được. Như mẹ em ngày xưa ấy, như em này cứ buổi sáng mẹ em. Không mà về ngày xưa làm sao mà ví dụ ngày xưa làm gì có nhiều. Đấy. Các cái mà ấy đấy. Bây giờ ổ điện rất là ngoài, có cái thời của anh em mình mất điện suốt ngày. Có đúng à? Thời anh em mình mất điện suốt ngày còn gì nữa đâu. Có gì đâu. Dạ, mà trong nhà lại không có nhiều thứ để mà leo trèo, có khi lại ở nhà là nhạt chẹt. Nhưng mà ăn còn không có mà đủ ăn ấy. Các cụ bây giờ, các bà bây giờ là thương con thương cháu, cho ép chúng nó ăn nhiều, cho chúng nó ăn nhiều nhưng thật ra đâu phải tốt đâu. Thì về ngày xưa làm gì có gì mà ăn đúng không chị? Thì giờ anh chị em mình biết rồi. Yeah. Nhưng mà bác sĩ người ta kêu không nên cho trẻ uống nhiều thuốc bổ. Đúng rồi. Bệnh thì mình phải uống nhiều thuốc mà bổ, thuốc bổ không cần. Trời đất, không cần. Người Nhật và những cái nước tiên thế thì bây giờ người ta không dùng kháng sinh. Yeah. Tức là tự để cho cơ thể nó kháng lại, chiến đấu với lại bệnh tật. Cái vấn đề là mình còn phải xem thời tiết ở bên này nó đâu có như cơ Việt Nam. Thời tiết bên người ta lạnh hơn. Lạnh hơn nhưng nó không có ẩm mốc rồi các thứ trong xe. Thật sự ra thì nhỉ, mỗi một nơi sẽ có những cái tốt và cái không đúng tốt. Rồi. Yeah. Đúng rồi. Chứ bây giờ phải... anh em mình ở đây, anh em mình phán bên kia không được, mà bên kia phán đây cũng không được. Có bác sĩ bác cũng khuyên là không cho trẻ dùng kháng sinh, nhưng mình làm sao mà ngồi yên khi con mình bệnh sốt xình xịch. Em không hiểu như thế nào nhưng mà có người sẽ khuyên là không cho trẻ dùng kháng sinh, nhưng mà 100% trường hợp đi bệnh viện bác sĩ đều kê kháng sinh. Không, tùy từng bệnh. Giống như ở trong Sài Gòn em hay đi cái bệnh viện Nhi đồng thành phố, khi nào tới mức mà nó xét nghiệm khi cần thiết thì nó mới cho dùng kháng sinh, còn bình thường nó không cho dùng kháng sinh. Tức ở trong đấy thôi ạ, ngoài này là 100% trường hợp. Còn đi bệnh viện Nhi đồng á, Nhi đồng là chỉ có kháng sinh. Còn cứ 100% trường hợp đi là kháng sinh. Mà thực khổ cái bọn nó khi bọn nó có bán thuốc tử tế đâu. Thì là các hãng thuốc mới nhảy vào, mà nếu bác sĩ kê đơn ở cửa hàng này thì sẽ được ăn phần trăm rồi để ăn hoa hồng. Em nói thật với anh, ví dụ nhá, tiền thuốc chỉ có 200.000 thôi nhưng mà tiền thuốc bổ lên đến hơn triệu. Kinh khủng. Như bọn em đi khám nhất là bệnh viện Nhi Hà Nội, lúc nào trong một đơn thuốc cũng phải đến gần 1 triệu tiền thuốc bổ. Kinh. Ví dụ như lúc ban đầu bọn em không biết nhá, là bọn em sẽ ra dập khuôn hết, mua hết toàn bộ. Thế em biết là trong Nam không có vụ này. Ngoài này phức tạp không? Trong này Nam không trong có. Trong Nam bác sĩ em đi khám cái Nhi đồng thành phố. Thế thì người nào mà không có tiền là quẹ cổ này. Đúng rồi. Hầu như là bác sĩ kê đơn là ra đưa đơn cho phòng khám, là người ta sẽ bốc toàn bộ cái thuốc đấy chứ không hề loại. Mình thích mua nào mình mua chứ. Không, tức là mọi người không biết ấy. Với cả thường thường là sẽ mua hết. Vì con ốm mà, sau rồi là mua hết ngay. Đây ở trong Nam họ bọn em đến khám ấy, họ còn hỏi là đợt trước chắc thuốc này còn loại. Bác sĩ mình mà có sốt ruột mình kêu bác sĩ kê thuốc bổ, bác sĩ cũng không kê, để kêu và đẩy cho nó qua được bệnh. Em nhìn cái túi thuốc mỗi lần sách về em bảo là con thì đã nhìn cái thuốc đã sợ rồi, mà mỗi lần ăn một đống thuốc như thế này eo đến chết mất. Thế là nó uống thì cái thuốc bệnh chưa uống được đã nôn chớ rồi, đến bây giờ thuốc bổ nữa. Cái đợt mà em đi ra Đà Nẵng cho con bé nhà em nó bị ốm ở đấy, thế em đi khám cho nó ở trong bệnh viện ở Đà Nẵng đó, người ta cũng tử tế lắm chị. Em đi khám ở trong đấy người ta không, bác sĩ không có bán kháng sinh. Thế là đến chiều nó về nó vẫn, em thấy nó vẫn nặng, nó vẫn ho, cảm giác nó viêm họng nặng, thế em cho đi ngoài khám thì bác sĩ ở ngoài lại bán kháng sinh, nhưng em về em vẫn liều không cho nó uống. Em ăn sâu không?
đều không cho nó uống, vậy mà nó uống theo văn hóa thuốc ở đánh tâm lý phải thoải mái. Nên là mình cứ bác sĩ nó cứ bán kháng sinh cho bọn nó uống, uống nhiều kháng sinh hãng nó tiêu hóa rồi nó